Sáng ngày 19 tháng 6, Tổng công ty Điện lực Miền Trung phối hợp cùng Công ty Điện lực Gia Lai đã trao tặng hai căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chư Pư và Đức Cơ. Hai căn nhà được trao tặng cho gia đình anh Cơ Ba Rưng ở làng Tung Klai, xã Ia huyện Chư Pư là hộ dân tộc thiểu số nghèo theo thiết kế, mỗi căn nhà có diện tích sử dụng khoảng 35 mét vuông, kết cấu tường gạch, mái tôn, chân chống nóng và nền nhà lát gạch hoa với trị giá xây dựng mỗi căn là 70 triệu đồng. Công ty điện lực Gia Lai còn tặng các hộ những phần quà thiết thực như tivi, bàn ghế và hỗ trợ thêm phần điện chiếu sáng cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn. Đây là hai trong số 5 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 tại các huyện Chư Pa, Chư Prong, Chư Pứ, Đắc Đoa và Đức Cơ. Dự kiến 3 căn nhà còn lại sẽ được trao trong tháng 8 tới.